Chào mừng quý anh chị các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn. Thì trong video này thì em xin đề cập đến anh chị chính sách giá của dòng Creta thời điểm giữa tháng 8 cũng như là đầu tháng 7 ngâu 2023. Thì Creta bên em có 3 phiên bản. Bản đây là bản tiêu chuẩn. Thì hiện tại hãng đang bán với mức giá cho quý hàng đâu đó khoảng hơn 600 triệu một chút, khoảng 602 triệu. Thì thời điểm này thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó rơi vào khoảng là 635 triệu, 635 đến 640 triệu. Và quà tặng cho quý hàng thì đó là phim kính nhiệt Nissan bên em bảo hành 10 năm, trải sàn da này, bọc vô lăng và ví da. Nếu quý hàng trả thẳng thì bên em sẽ tặng cho là một bộ cam hành trình đó, chất lượng full 2K. Và nếu mà trả góp thì sẽ hỗ trợ giảm lãi suất, đó là 1,15% trong vòng 12 tháng đầu. Phiên bản Creta phiên bản đặc biệt thì hiện tại đang bán mức giá đó là 648 triệu. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó nó rơi vào khoảng 686 triệu. Cũng như quà tặng của phiên bản tiêu chuẩn thì cũng được tặng phim kính nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng và ví da. Trên phiên bản cao cấp thì bên em đang bán nó với mức giá đó là 698 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng 740 triệu. Thì Creta có những cái điểm gì nổi bật thì em anh chị cùng điểm qua một chút. Thì về phần đầu xe thì chúng ta sẽ có cụm đèn của phiên bản thường, bản tiêu chuẩn này nó đèn halogen. Đấy, có kiểu chiếu projector. Còn trên phiên bản tiêu đặc biệt và cao cấp thì nó là đèn LED, đèn định vị thì tất cả các phiên bản đều giống nhau. Đến phần la răng thì ở đây chúng ta có la răng với kích thước đó là 17 inch cho cả 3 phiên bản. Nhưng mà với phiên bản đặc biệt và cao cấp thì la răng của xe nó sẽ được thiết kế đẹp hơn và được phay xước. Tay nắm cửa thì được mạ chrome. Và phần nội thất bên trong xe thì có hai tông màu chủ đạo cho quý hàng, đó là màu đen và màu kem. Với những chiếc vô lăng 4 chấu thì sẽ có những cái điểm tích hợp trên đây, đó là đàm thoại rảnh tay đấy, tìm kiếm bằng giọng nói, rồi là tăng giảm âm lượng cũng như là hệ thống đèn. Thì cả 3 phiên bản đều được trang bị đó là hệ thống đèn tự động. Và phiên bản đặc biệt và cao cấp thì được trang bị gói ga tự động cruise control. Theo cái kèm theo một cái công nghệ nữa đó là giới hạn tốc độ. Và màn hình giải trí trung tâm thì được trang bị cho cả 3 phiên bản, đó là màn hình kích thước 10,5 inch, có tích hợp bản đồ định vị dẫn đường và có cảnh báo tốc độ cũng như là cảnh báo cam phạt nguội, rồi thì định vị cho quý anh chị. Điều hòa của bản tiêu chuẩn thì là chỉ là điều hòa chỉnh cơ, còn trên phiên bản đặc biệt và cao cấp thì đã được trang bị điều hòa tự động. Về phần ghế da thì cả 3 phiên bản đều được trang bị đó là ghế da màu đen. Còn trên phiên bản cao cấp thì được trang bị thêm hệ thống đó là làm mát hai hàng ghế phía trước. Cái hệ thống này nó cũng rất là hay, thì giúp cho anh chị là làm mát ghế khi mà anh chị có thể là sử dụng thích hợp vào trời nóng hoặc là mùa trời, những cái trời mùa hè tại miền Bắc. Về túi khí thì trên phiên bản tiêu chuẩn này thì em trang bị hai túi khí, còn phiên bản đặc biệt và cao cấp đó là được trang bị 6 túi khí. Thì gồm đó là túi khí ở vô lăng, túi khí bên phụ, hai túi khí bên hông và hai túi khí bên rèm. Tiếp đến hàng ghế thứ hai, anh chị có thể thấy là hàng ghế thứ hai của Creta rất là rộng, được trang bị kèm cửa gió điều hòa ghế phía sau này, rồi thì có cổng sạc cho thiết bị di động hoặc là thiết bị số. Ở đằng sau này thì những cái anh chị mà cao tầm độ khoảng trên 1m7 đến 1m8 ngồi rất là thoải mái nhé, vì có cái trần, không gian trần rất là rộng và có những cái hộc để đồ rất tiện lợi để che nước cũng như là để những cái vật dụng. Và sẽ có bệ tì tay ở ghế phía sau. Trên phiên bản Creta thì cả 3 phiên bản đều trang bị đó là đèn nổ từ xa. Thì cái thao tác nó cũng rất đơn giản,
Nếu như mà anh chị quên tắt thì sau 10 phút thì đèn đổ từ xa sẽ tự động tắt. Và cảm biến áp suất lốp cũng được trang bị cho cả 3 phiên bản của Hyundai Creta. Đó. Đến phần cốp xe thì quý anh chị có thể thấy là xe được trang bị với không gian cốp cực kỳ rộng. Đó, cái không gian này thì thích hợp cho những việc như để rất là nhìn được rất là nhiều hành lý khi mà mình di chuyển trên những cái cung đường dài để du lịch, và có thể là gặp hai hàng ghế thứ hai, gặp 60 40 thì chị có thể để rất là nhiều đồ. Còn trên phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt thì đằng sau này sẽ thêm hệ thống loa, loa bông. Trên phiên bản cao cấp thì em có trang bị thêm công nghệ Hyundai Smart Sense, đó là cảnh báo điểm mù trên gương, rồi hỗ trợ phòng tránh va chạm người đi bộ phía trước cũng như phương tiện cắt ngang phía trước, và hỗ trợ phanh và phòng tránh khi có phương tiện cắt ngang phía sau. Giá của Creta thì tháng 7 này thì nó sẽ có rất là nhiều biến động. Thì thời điểm đầu tháng này thì em có thể là cái giá của nó sẽ chưa được tốt hẳn. Và có thể thay đổi, ví dụ như là đến thời điểm khoảng 1 đến 2 tuần nữa thì cái giá của Creta cũng thể là giảm được thêm độ khoảng vài triệu nữa. Thì quý khách hàng quan tâm nếu mà cần xe sớm thì có thể lấy tại thời điểm này, nhưng nếu mà anh quý khách hàng có thể đặt cọc cũng như là mình vào tiền thì để gọi là giữ cái giá cũng như để bên em báo bán, thì sang tháng 8 âm lịch thì khách hàng hoàn toàn có thể lấy.